Thầy chào các em. Hôm nay thầy giới thiệu cho các em một chuyên đề tiếp theo, đó là đồng phân danh pháp của amino acid. Trước khi đi vào đồng phân và danh pháp của amino acid thì chúng ta phải tìm hiểu về khái niệm và cấu tạo của amino acid. Một nhỏ khái niệm. Em vào ví dụ thứ nhất Z2COOH và NH2. Cái amino acid thứ hai Z2 245 6NH2, và chỗ này có một nhóm NH2 nữa, NH2. Em điền đi hero đầy đủ vào cho thầy. CH, CH2, CH2 và CH2. Đây là hợp chất có 2, 4, 6, 6 nguyên tử carbon ở trên mạch chính và hai nhóm NH2. Sau này chúng ta gọi hai nhóm này có tên là nhóm amino. Đấy. Một ví dụ tiếp theo về amino acid. 1, 2, 3, 4, 5. Hợp chất này có 5 nguyên tử carbon, hai nhóm acid và một nhóm NH2. Các em điền hero đầy đủ vào cho thầy. Chỗ này điền H, H2 và H2. Đấy. Và tên của các amino acid này như sau. Thứ nhất, cái này là glycine. Và cái này đây, bên dưới này là acid glutamic. Còn cái này có tên là lysine. Đây là ba amino acid thứ nhất. Đấy, có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Amino acid thứ hai thì có hai nhóm NH2 và một nhóm COOH. Và ngược lại thì amino acid thứ ba thì có hai nhóm acid còn một nhóm NH2. Và nhóm NH2 trong phân tử amino acid này người ta gọi là nhóm amino. Còn trong phân tử amin thì nó là nhóm chức chính, cho nên nó là amin. Còn trong amino acid thì nó có tên là amino. Đấy, bởi vì nó là nhóm thế. Còn bây giờ nhóm acid này là nhóm chính. Vậy thì từ đặc điểm cấu tạo của các amino acid này, hãy rút ra cho thầy khái niệm về amino acid. Khái niệm. Trước hết chúng ta thấy nó là hợp chất hữu cơ đơn chức, đa chức hay là tạp chức. Nó là hợp chất hữu cơ tạp chức. Trong phân tử chứa đồng thời nhóm carboxin và nhóm amino. Nó là hợp chất hữu cơ tạp chức. Trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm carboxin. Chúng ta ghi mấy ý chính vào là hợp chất hữu cơ tạp chức. Trong phân tử chứa đồng thời nhóm carboxin và nhóm amino. Nhóm carboxin, các em nhớ nhóm COOH này có tên là carboxin, mở ngoặc COOH, và nhóm amino. Nhóm amino mở ngoặc NH2, hóa trị 1, cho nên là chúng ta có một gạch. Thầy nhắc lại, amino acid là những hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử chứa đồng thời nhóm carboxin và nhóm amino. Từ cái khái niệm này và từ ví dụ, các em có thể rút ra công thức tổng quát của một amino acid cho thầy. Công thức chúng ta thấy này, chúng ta đặt tất cả cái này là R, thì đây là R. Và trong trường hợp nó cũng có thể là có một nhóm NH2, một nhóm COOH, hoặc hai nhóm NH2, một nhóm COOH, hoặc ngược lại hai nhóm COOH và một nhóm NH2. Thì chúng ta có thể có công thức tổng quát là gì? NH2 A lần và COOH
và B lần. Ở trong trường hợp này thì R là gốc hydrocarbon, nó có thể no hoặc không no, đấy, tùy thuộc vào loại amino acid. Như vậy thì thầy đã giới thiệu xong cho các em về khái niệm amino acid. Đấy, chúng ta nhớ nó là hợp chất hữu cơ tạp chất mà trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm carboxin. Bây giờ các em sang phần tiếp theo, hai nhỏ về cấu tạo. Hai nhỏ cấu tạo. Cấu tạo. Thầy có một cái tổng quát như sau. Tổng quát, một cái amino acid có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Thì chúng ta học về tính chất của acid chúng ta biết rồi, và tính chất của amin biết rồi. NH2 mang tính bazơ, còn COOH mang tính acid. Cho nên hai nhóm chất này khác nhau về tính chất và có thể phản ứng với nhau, nó phản ứng với nhau, nó có khả năng cho và nhận proton, cho và nhận H cộng, hay là nó có thể phản ứng với nhau để tạo thành một cái hợp chất. Khi nhóm COOH này cho đi một H cộng thì tạo thành gì nhỉ? Bên này sẽ tạo thành NH3 cộng. NH3, NH2 nhận một H cộng thì tạo thành NH3 cộng R COO trừ, yêu COO trừ. Thế thì đây là dạng phân tử, đây là dạng phân tử, đây là dạng phân tử. Còn bên này là dạng ion lưỡng cực. Lưỡng cực. Thế nào là ion lưỡng cực? Chúng ta thấy rằng là có một đầu âm và một đầu dương, người ta gọi là ion lưỡng cực. Thế thì trong tinh thể, trong tinh thể thì các amino acid đều tồn tại ở dưới dạng ion lưỡng cực. Đây là dạng tinh thể. Dạng tinh thể. Chúng ta nhớ này, dạng tinh thể thì các amino acid đều tồn tại ở dưới dạng ion lưỡng cực. Đấy. Còn bây giờ đối với dạng dung dịch, khi hòa tan amino acid này vào dung dịch thì thế nào? Khi hòa tan amino acid vào dung dịch thì một phần nhỏ ion lưỡng cực này chuyển thành dạng phân tử. Đấy, chúng ta phải nhớ câu này là trong dung dịch, trong dung dịch một lượng nhỏ hay là một phần nhỏ cũng được, nhỏ ion lưỡng cực chuyển về dạng phân tử. Ion lưỡng cực chuyển về dạng phân tử, chuyển về dạng phân tử. Vậy thì chúng ta thấy này, trong dung dịch thì amino acid tồn tại vẫn chủ yếu là ở dưới dạng ion lưỡng cực và một lượng nhỏ là dạng phân tử, chỉ có một lượng nhỏ là chuyển về dạng phân tử thôi. Cho nên chúng ta nhớ đây, mũi tên ở đây là ngắn còn bên này là dài, chúng ta nhớ. Vậy thì chúng ta nhớ trong tinh thể thì amino acid tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực, còn trong dung dịch thì một phần nhỏ ion lưỡng cực chuyển về dạng phân tử, còn chủ yếu vẫn ở dạng phân tử. Bây giờ các em sang phần thứ ba, ba nhỏ.